Bộ Công an yêu cầu cựu chủ tịch AIC cùng 7 đồng phạm ra đầu thú. Thưa quý vị, cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra thông báo, cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 đồng phạm khác đang bỏ trốn không ra đầu thú sẽ điều tra kết luận vụ án theo quy định của pháp luật. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC có vai trò lớn trong vụ án. Thời điểm C03 tống đạt quyết định khởi tố thì bà Nhàn và 7 người liên quan đã bỏ trốn. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu bà Nhàn và 7 người đang bỏ trốn đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. 7 người đang bỏ trốn gồm: Trần Mạnh Hà, phó tổng giám đốc công ty AIC, Đỗ Văn Sơn, nguyên kế toán trưởng AIC, Nguyễn Thị Sen, nguyên giám đốc công ty cổ phần thiết bị y tế và môi trường, Nguyễn Thị Tích, tổng giám đốc công ty cổ phần Mofa, Ngô Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiến, Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An Hà Nội và Đỗ Mỹ Hạnh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Cát Vân Sa. Tại thời điểm C03 tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, những người này đã bỏ trốn, do đó cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối với các bị can này. Cơ quan điều tra cho biết, những người trên đều bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa. Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra kết luận vụ án theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra thông báo. Kết quả điều tra đến nay xác định, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại quyết định số 1872 QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỷ đồng do Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư. Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ các năm 2013 đến 2015, các cán bộ thuộc chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, đơn vị tư vấn lập dự án, lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu, đơn vị thẩm định giá đã thông đồng nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu, thông đồng gian lận trong đấu thầu, vi phạm nghiêm trọng luật đấu thầu, để Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC trúng thầu 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước bước đầu xác định là 152 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố hàng loạt bị can, trong đó có hai bị can từng là lãnh đạo cao nhất của tỉnh Đồng Nai bị bắt, gồm Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Thi IELTS không như bằng A, B, C tiếng Anh đâu, thưa Bộ Chủ quản. Thưa quý vị, quyết định hoãn thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gây phản ứng trong dư luận. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ ở Việt Nam chủ yếu tuân thủ theo quy định của đối tác nước ngoài, chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về điều kiện, tiêu chí liên kết tổ chức thi của Việt Nam, về cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát, dẫn đến một số tiêu cực mà báo chí trong và ngoài nước đã phản ánh như thi hộ, gian lận trong hồ sơ, giả mạo giấy tờ. Những tiêu cực này gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người được cấp chứng chỉ, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các tổ chức triển khai thi, cấp chứng chỉ nghiêm túc. Có báo nào đăng trường hợp cụ thể gian lận thi cử trong các kỳ thi IELTS, TOEIC, TOEFL chính thức chưa? Tất nhiên không tính những trung tâm ngoại ngữ tổ chức cho học viên thi thử. Các loại chứng chỉ như IELTS, TOEFL có giá trị quốc tế, cho nên đến nay, học sinh, sinh viên và người cần sử dụng chứng chỉ này ra nước ngoài đều được chấp nhận, không ai bị cho là bằng giả, bằng giỏm. Ở trong nước, người học chứng chỉ IELTS rất đông, chứng tỏ uy tín chứng chỉ này trên thị trường quốc tế. Vậy thì lý do gì để dừng? Ông Nguyễn Hữu Độ giải thích, việc một số tổ chức, đơn vị thông báo dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài là do các bên liên kết chưa làm hồ sơ hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt theo quy định của Nghị định số 86 năm 2018 và Thông tư số 11 năm 2022. Điều đó thể hiện sự tôn trọng và chấp hành pháp luật Việt Nam của các tổ chức, đơn vị, trong đó có Nghị định số 04 năm 2021 ngày 22 tháng 1 năm 2021 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn quản lý thì cứ yêu cầu đơn vị nào chưa hoàn thành các thủ tục thì phải thực hiện. Việc gì phải dừng thi, gây xáo trộn, lo lắng cho nhiều người. Bộ Giáo dục và Đào tạo chắc chắn biết rõ chất lượng của các kỳ thi IELTS, TOEIC,
TOEFL. Nó không như các loại chứng chỉ A, B, C quốc gia. Các loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia giờ chẳng ai tin, chẳng ai dùng. Họ quản lý các kỳ thi chặt chẽ, đảm bảo chất lượng cao là vì uy tín thương hiệu của họ trên toàn cầu. Họ không cần Bộ Giáo dục và Đào tạo lo hộ đâu. Bộ nên quản cho tốt các loại chứng chỉ ngoại ngữ trong nhà cho khá hơn, đừng gian lận để có nhiều người theo học thi lấy bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn quản thì cứ quản, ai sai thì xử, ai gian lận thì theo pháp luật mà hành. Hãy để yên cho thiên hạ học và thi bình thường. Lương không thể là món quà. Lương là giá của lao động, giá đó cũng như nhiều giá khác ở đất nước này đã bị kìm nén quá lâu. Một đại biểu Quốc hội Tây Ninh từng phát biểu, lương thấp đã và đang bào mòn sự liêm sỉ, nhân phẩm và lòng tự trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức. Làm gì để tăng lương bền vững? Tuần qua, trên thị trường có đại biểu Quốc hội khẳng định, tăng lương là món quà có ý nghĩa cho cán bộ, công chức nhà nước. Xin mở ngoặc, trong lần tăng lương này vốn đã bị kìm nén suốt 3 năm nay, ngân sách nhà nước đã bỏ ra thêm 60.000 tỷ đồng mà về thực chất là tiền thuế của dân. Tôi xin được nói thẳng, nhận thức về lương và quà như thế là rất đáng băn khoăn. Tiền lương, theo định nghĩa của Bộ Luật Lao động, là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Định nghĩa này cho thấy, trả nhận tiền lương đúng và đủ là thỏa thuận mà hai bên phải tuân thủ. Ông không trả đủ hay xù tiền lương của tôi thì tôi thôi việc. Còn quà, ông thích thì ông cho tôi, mà cho chưa chắc tôi đã nhận vì còn tùy thái độ. Tất nhiên ở đây cần loại trừ chuyện đòi quà. Cho nên đánh đồng lương và quà là không đúng cả về luật lẫn thực tiễn. Xin kể một câu chuyện có thật. Hồi đầu năm nay, một bạn làm ở y tế phường than thở. Em muốn thôi việc quá rồi, hơn 2 năm qua quá mệt mỏi mà thu nhập chỉ hơn 4 triệu. Tôi biết, hồi đầu năm nay dù nhiễm COVID-19, em vẫn không thể nghỉ ngơi vì tất cả đồng nghiệp ở trạm đều đã nghỉ vì nhiễm virus. Nghỉ hết thì không thể được vì bổn phận với người dân. Tâm tư của em chỉ là một nốt nhạc nối dài trong bản nhạc buồn của làn sóng ra khỏi khu vực công đang bắt đầu vang lên ở nhiều nơi. Phải thừa nhận, lương ở khu vực công thấp đến mức khó tin. Một viên chức làm ở cấp bộ chỉ vỏn vẹn nhận lương tháng xấp xỉ 3,5 triệu. Bộ trưởng cũng chỉ nhận lương chòm chèm 15 triệu đồng. Báo chí từng phản ánh, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Trần Đình Hoan từng ước ao đến năm 2000, lương bộ trưởng được 1.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 20 triệu đồng lúc đó. Nhưng đến nay đã hơn 20 năm trôi qua, cũng mới chỉ được mười mấy triệu đồng. Nhìn ra ngoài, thu nhập của dân cũng hẻo không kém. Thu nhập bình quân một người một tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4.205.000 đồng, giảm 1,1% so với năm 2020, theo GSO. Lương là giá của lao động, giá đó cũng như nhiều loại giá khác ở đất nước này bị kìm nén quá lâu rồi. Các đại biểu, các nhà trí thức đã nhiều lần đề cập. Ví dụ, hồi giữa năm một đại biểu Tây Ninh phát biểu, lương thấp đã và đang bào mòn sự liêm sỉ, nhân phẩm và lòng tự trọng của một bộ phận không nhỏ, cán bộ, công chức. Lương, hay về bản chất là giá của lao động, quá thấp cho thấy đây là điểm nghẽn lớn cho sự phát triển. Tiền lương thấp như vậy ở cả khu vực công lẫn tư thì thật khó để nói đến động lực hay đạo đức một cách tự nhiên. Ai cũng phải cố gắng tranh thủ cái gì đó để tồn tại, để nuôi con. Vấn đề cải cách tiền lương đang được đặt ra như đã từng khẩn thiết được đặt ra nhiều năm nay. Cách đây 25 năm, trong một phiên chất vấn về tiền lương, Bộ trưởng Tài chính Hồ Tế từng nói: "Ta không tăng lương được vì phải nuôi ba bộ máy, Đảng, Chính phủ, Mặt trận và các đoàn thể. Nếu ta chỉ tập trung nuôi bộ máy chính phủ như các nước thì lương tôi cũng sẽ tăng 3 lần." Câu nói đó chắc ít người đến nay còn nhớ. Muốn tăng lương bền vững thì vừa cải cách bộ máy, vừa làm cho cái bánh ngân sách nhà nước to ra bằng cách tạo mọi điều kiện để dân làm giàu, đóng thuế. Doanh nghiệp tư nhân cần được bảo vệ để phát triển. Năm học tới, cơn bão sách giáo khoa sẽ bị chặn đứng. Thưa quý vị, trong 9 nội dung của dự thảo luật giá sửa đổi được Quốc hội thảo luận lần này, thì nội dung bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá đang là tin vui đối với phụ huynh học sinh từ bậc tiểu học đến phổ thông trung học trong cả nước. Ngay từ cuối tháng 4, thời điểm kết thúc năm học 2021-2022, tin giá sách giáo khoa mới tăng gấp 2-3 lần giá sách cũ đã khiến phụ huynh lo lắng. Thực tế là giờ đây, khi năm học 2022-2023 đã đi được một nửa học kỳ 1, khi học sinh đã có đầy đủ sách để học tập, thì câu chuyện giá sách giáo khoa ở nghị trường vẫn nóng. 2 năm COVID-19 đã đẩy nhiều gia đình vào cảnh khó khăn.
Chưa kịp bình ổn thì đầu năm nay, khủng hoảng năng lượng khiến cho kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống công nhân và người làm công ăn lương ở Việt Nam. Không ít phụ huynh đã mất việc làm, kinh tế gia đình sa sút, lo được cho con đến trường là một cố gắng lớn. Là một phép so sánh, ta sẽ thấy giá sách đã tăng phi mã như thế nào. Đơn cử như bộ sách lớp 3 mới, chưa bao gồm sách tiếng Anh, đã có giá từ 177.000 đồng đến 183.000 đồng, thay cho bộ sách cũ giá chỉ 58.000 đồng một bộ. Ở các trường có sự kết hợp của 2 đến 3 bộ sách thì chi phí cứ thế nhân lên. Cá biệt, có trường phổ thông trung học, số sách giáo khoa sử dụng cho một năm học là 45 quyển. Do kết hợp 3 bộ sách giáo khoa, khiến phụ huynh khó khăn phải chạy tiền để lo cho con có sách. Đương nhiên, các nhà xuất bản luôn có lý do để giải thích cho tình trạng tăng giá sách, như giá nguyên liệu đầu vào tăng, sách được in đẹp hơn, công phu hơn. Nhưng việc tăng gấp 2 đến 3 lần giá cũ là một chuyện khó có thể chấp nhận. Tuy vậy, can thiệp điều chỉnh giá sách giáo khoa xưa giờ không thuộc trách nhiệm của nhà nước mà do các nhà sản xuất tự định giá và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Với luật giá sửa đổi lần này, quyền định giá sách giáo khoa sẽ thuộc về nhà nước. Nhà nước áp giá trần, trong khi các nhà xuất bản sẽ dựa trên đó để định giá bán của mình. Như vậy, giá sách giáo khoa sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước và khó có cơ hội tăng giá phi mã, tăng giá bất hợp lý như mấy năm gần đây. Đó quả là một tin đáng mừng đối với các phụ huynh trong tình hình thắt lưng buộc bụng lúc này. Mỗi gia đình Việt Nam đều có ít nhất một trẻ đến trường, nên luật giá sửa đổi lần này khi áp dụng vào thực tế sẽ đem lại rất nhiều ý nghĩa thiết thực với người dân. Chúng ta ai cũng muốn con trẻ được đến trường, nên sẽ là có tội với các em nếu giá sách giáo khoa cao trở thành lý do để một số học sinh gia cảnh khó khăn thôi học.